vệ nha. Nay Thái Vân Toy sẽ giới thiệu cho các bạn bộ xe ha. Bộ xe gỗ của Winwin Toy. Thì ở đây mình có xe đua nè. Đó, chiếc xe đua nhỏ nhắn nhất. Xe cấp cứu ha. Cái này là bạn Coca chơi bữa giờ nên nó bị trầy á. Đây, xe cảnh sát, ô xe cứu hỏa. Máy bay. Tất cả đều chạy được nha. Các bé. Xe cảnh sát đây. Bạn đang còn thiếu một chiếc xe bus nữa, xe buýt á. Bạn quên đem về quê rồi, hôm nay là đang mùng 5 Tết nha các bạn, đem về quê chơi á. Cho nên là còn quên một chiếc xe buýt. Rồi, bảo đang xếp nữa. Cái đảo á. Bạn Coca ơi, đây là anh của bạn Coca. Anh. Em của bạn Coca. Ủa vậy hả? Vậy thôi đi hả? Tất cả đều chạy được nha các bé. Không? Rồi cô ca không chơi với mẹ phải không? Mẹ chơi một mình luôn nha. Con chơi xe này chi? Cho mấy bạn xem đi. À, xe biến hình. Chào cô ca. À, có đó hạt me đó con. Chào cô ca. Con đang chơi cái gì vậy? Nói mày nghe coi. Ca ơi. Ca à. Mẹ, mẹ. Đây là bạn đang chơi ở vườn Thanh Long nha các bạn. Ừ. Bạn đang về quê á, đem bộ xe gỗ cho bạn chơi á. Bạn mê lắm luôn á. Chào bạn Coca, bạn ơi. Bạn Coca ơi. Bạn Coca chơi bộ gì vậy? Chơi cái gì con? Bộ đũa cát. À, bộ xe đũa cát ha. Rồi, chiếc xe đó bạn bạn nghĩ là có thể làm xe đổ cát nè, xe chở rác nè. Coca coi nè, Coca. Chiêu. Nè Coca. Rồi, máy bay ra nha. Bèo. Wow. Rồi những cái xe này ngã hết trơn vậy. Ai con làm rác nữa hả? Trời đất ơi. Ra luôn. Bạn đang làm xe đổ cát đó các bạn. Tưởng tượng những chiếc xe này là xe, là những cái đống cát. Rồi, bye bye các bạn nha.